Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Ngọc Hạo mới vừa cập đến từ Nhật về một cái lô hàng loa sấp siêu trầm gửi tới cho tất cả các bác các anh mọi người nha. Và đợt này thật sự là săn lùng dữ lắm mới được một cái lô sấp mà với cái tình trạng thật sự là quá là đẹp luôn mọi người, đẹp quá trời luôn. Nói chung là như mới luôn, mọi người như đang mua hàng mới, chỉ có thiếu thùng xốp thôi. Chứ còn cái tình trạng của nó và cái thiết kế tất cả các bác các anh thấy nè, trời đất ơi, nó cực kỳ sang trọng luôn mọi người. Và cái model ngày hôm nay á, Ngọc Hạo về là một cái model mà mọi người biết là nó sở hữu những cái công nghệ mới của hãng Yamaha mọi người ha. Và đặc biệt là cái mức giá ngày hôm nay Ngọc Hạo gửi tới cho tất cả các bác các anh một cái mức giá rất là tốt luôn. Với cái cấu hình khung và cái ngoại hình của nó cực kỳ sang trọng, cực kỳ đẹp. Và cái mức giá ngày hôm nay Ngọc Hạo gửi tới cho tất cả các bác các anh, thật sự là với cái mức giá này thì bác và anh nào cũng có thể mua được hết luôn á mọi người. Mọi người thấy cái thiết kế của nó này. Đó, cái model ngày hôm nay Ngọc Hạo về là Yamaha NS-SVK500. Một cái model mà được hãng người ta đưa vào những cái công nghệ rất là mới của hãng. Và cái cấu hình ở bên trong khủng lắm mọi người. Cụ loa này kia hãng làm rất là to. Và trên cái model này ấy, mọi người biết là cái giá nó dễ chơi. Trong khi đó thì cái chất âm của nó vượt xa so với những cái dòng ví dụ như Yamaha 320 hay kể cả là Yamaha 515 của thương hiệu Yamaha, thì cái chất âm của nó vượt xa. Trong khi đó thì cái giá của nó thì nó rẻ hơn, nó dễ chơi hơn rất là nhiều luôn mọi người. Và đặc biệt ở trên cái model này á, thì hãng người ta đưa vào một cái cấu hình cực kỳ khủng luôn. Đó là cái cấu hình của cái con mà Yamaha 1500 đang bán hàng cũ ở trên thị trường là với mức giá gần 20 triệu thì được hãng áp dụng lên trên cái model này luôn. Sau đó thì hãng người ta cũng đưa thêm vào những cái công nghệ mới hiện nay của hãng nữa. Nên mọi người biết là cái chất âm của nó thật sự là cái tiếng bass đánh rất là uy lực, sâu mềm mà tiếng bass nghe nó sướng lắm mọi người, nghe rất là đã tai luôn. Đó, và đặc biệt là cái mức giá ngày hôm nay Ngọc Hạo gửi tới cho tất cả các bác các anh với một cái ngoại hình này. Tất cả các bác các anh thấy là nó cực kỳ sang trọng luôn mọi người. Sở hữu với đường kính bass là 25, nó thiết kế là theo cái hình thang này. Đó, sau đó phía trước thì sẽ làm là bấm piano, rồi trên thân thùng á nó cũng sẽ làm bo cong và có những cái đường vân gỗ cực kỳ đẹp. Cân nặng của nó là lên đến là 18.5-19 kg cho một cái chiếc súp như vậy. Đó là mọi người biết là trời đất ơi, một cái chiếc súp mà siêu trầm mà nặng cái cân nặng này thật sự là cũng rất là khủng luôn á mọi người, rất là nặng luôn á. Và Hạo xin công bố cái mức giá luôn, ngày hôm nay Ngọc Hạo gửi tới cho tất cả các bác anh với cái mức giá chỉ có 7.900.000 đồng thôi. Đó, về trong tình trạng như mới, và cái này thì được sản xuất tại Malaysia, sau đó thì hãng người ta xuất sang thị trường nội địa Nhật. Chút xíu Hạo quay đằng sau cho tất cả các bác anh thấy là chỉ có toàn tiếng Nhật mà thôi mà mọi người nha. Đó, chỉ xuất riêng dành cho thị trường Nhật nên về là cũng là điện là 100V và đằng sau là tiếng Nhật không, để chút xíu Hạo quay cho tất cả các bác anh xem. Đó, mọi người thấy chưa, thật sự là cái cấu hình cái bát ở bên trong cái cụ làm rất là lớn luôn mọi người. Và với cái cấu hình rất là khủng, và mọi người thấy là cái thiết của thể kế của nó cực kỳ sang luôn. Đó, mà với mức giá 7.900.000 đồng thì thật sự là bác và anh nào cũng có thể mua một chiếc để trong cái hệ thống âm thanh chúng ta để trải nghiệm hết mọi người. Tại vì mọi người biết là khi mà chúng ta hát karaoke và nghe nhạc, hát karaoke và xem phim chứ, thì đối với một cái chiếc súp siêu trầm trong cái hệ thống âm thanh thì thật sự là không thể nào mà thiếu khi mà mọi người hát karaoke hoặc là xem phim. Tại vì khi mà xem phim hoặc là hát karaoke có một cái chiếc súp siêu trầm vô, cái tiếng bass của chúng ta nghe nó uy lực này kia, mọi người hát ở trong căn phòng á, nghe nó đầy và cái tiếng của chúng ta nó dày dặn, nó phủ đầy trong căn phòng, nghe rất là đã tai luôn mọi người, rất là hay luôn mọi người ha. Và mọi người thấy về trong cái tình trạng này thật sự mọi người là như mới luôn á. Đó, rất là đẹp luôn. Nên bác và anh nào lấy thì mọi người nhanh tay liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hạo. Nói chung là Hạo cũng săn lùng dữ lắm mới về được 3 chiếc với cái tình trạng như mới vậy luôn. Mọi người thấy nè, đó, hai bên thùng hay là kệ cả trên hay là cái mặt bóng piano này hầu như là nó không hề có một cái vết xước gì luôn á mọi người. Đó, và cái thùng nặng lên đến là 19 kg, thật sự là quá nặng luôn. Công suất của cái dòng này là lên đến là 250W mọi người nha. Đó, cái công suất của nó cũng cực kỳ khủng luôn, đánh rất là uy lực luôn. Với cái công suất này á, dây nguồn thì hạn người ta gắn ở trên đây luôn này cho nó tiện công tắc ở đằng sau. Đó, cái này là cái tấm tản nhiệt này, nó sẽ có hai kết volume này kia, mọi người chỉnh trên cái nút này. Trên này mọi người thấy là xuất dành riêng cho nội địa Nhật nên là cái tiếng ở trên này hạng người ta cũng làm ghi chú những cái thông số này kia, hạng người ta cũng làm tiếng Nhật không mọi người ha. Đó, Yamaha model của nó là NSS
VK500 này được làm tại Indonesia, sau đó thì người ta xuất sang thị trường Nhật vì từ Nhật nên điện 100V. Còn ở bên đây Hảo thấy ghi cái 100W này, nhưng mà ở trên cái thông tin của hãng á, thì hãng người ta công bố là cái công suất của nó lên đến là 250W lận nha mọi người, chứ không phải là 100W đó. Rồi với cái tình trạng mọi người thấy này rất là đẹp. Trên này nó sẽ có là ví dụ khi mà mọi người xem phim thì mọi người sẽ gạt qua cái nút music này, còn mọi người nghe nhạc, chứ còn mọi người xem phim thì mọi người ấn vào cái nút movie này đó. Rồi trên này nó sẽ có đảo pha này kia, nói chung là để Hảo sẽ ghi chú tiếng Việt ở trên đây để cho tất cả các bác các anh biết ha. Họng bông sen này kia đầy đủ đó, mọi người thấy chưa, trước sau thì thật sự là như mới luôn. Và với cái mức giá mà 7.900.000 đồng thì thật sự là một cái mức giá rất là rẻ luôn mọi người đó. Nên bác và anh nào mà mọi người trong cái hệ thống chúng ta, mọi người hát hay mọi người xem phim hoặc là nghe nhạc mà đang thiếu cái tiếng sub siêu trầm, thiếu cái tiếng bass á, thì mọi người sắm một cái chiếc này về, thật sự là đánh rất là uy lực, cấu hình của nó cực kỳ khủng luôn đó. Trong cái đó cái mức giá của nó rất là dễ chơi, chất âm thì vượt xa so với những cái dòng mà ví dụ như Yamaha 320 hay là Yamaha 515 của thương hiệu Yamaha, nhưng mà cái giá tiền của nó thì nó rẻ hơn rất là nhiều, rất là dễ chơi luôn mọi người đó. Cái giá này thì thật sự là bác và anh nào cũng có thể mua được. Có cái mọi người thấy cái lưới trên này, cái lưới nó thiết kế là cái hình tròn này kia, khi mà chúng ta để lên này nó cực kỳ sáng luôn mọi người. Thật sự là cái này bố trí trong những cái căn phòng nó sang lắm luôn á, thiết kế nó đẹp lắm. Và lưới này kia là như mới luôn mọi người nha, như những cái ngày đầu mà nó mới xuất xưởng luôn, nó không hề bị xù gì vậy, rồi rất là mịn tay, thật sự rất là đẹp luôn. Khung này kia nói chung là chiếc nào cũng đẹp hết, nên tất cả các bác các anh yên tâm. Yamaha này đó, mọi người biết là đối với sức của Yamaha thì hãng sẽ làm dù cái model nào cũng vậy, hãng sẽ làm hoàn toàn tại nhà máy của hãng, ở hai nhà máy đó là ở Malaysia hoặc là Indonesia, sau đó thì người ta xuất sang những cái thị trường khác nhau, ví dụ như Nhật hay là Việt Nam hay là châu Âu mọi người ha, đó xuất đi trên khắp toàn thế giới. Hãng Yamaha thì họ chỉ có hai nhà máy như vậy thôi đó. Và cái model ngày hôm nay thì được làm tại Indonesia, sau đó thì xuất sang thị trường Nhật Bản mọi người ha. Đó mọi người thấy chưa, thiết kế của nó cực kỳ sang luôn ha, với mức giá chỉ có 7.900.000 đồng mà thôi. Thì bác và anh nào mà mọi người lấy đang trong cái hệ thống chúng ta thì thiếu tiếng bass, tiếng sub siêu trầm, thì mọi người liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo để sở hữu mọi người ha. Thì Ngọc Hảo đã test là đủ đầy đủ ba con hết rồi, hoạt động hoàn hảo hết mọi người ha. Đó, cái chất âm của nó rất là uy lực luôn, nên tất cả các bác các anh mọi người yên tâm. Và Ngọc bây giờ thì Ngọc Hảo xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác các anh ở những video tiếp theo, và mọi người nhớ đăng ký kênh cho Ngọc Hảo nha.